Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì mầm non đang là lứa tuổi đang trong giai đoạn tiếp thu học hỏi để phát triển về mặt thể chất, trí tuệ, tình cảm và nhân cách. Vì vậy, việc dạy kỹ năng sống cho trẻ mầm non giúp trẻ nâng cao khả năng nhận thức, nhìn nhận vấn đề khách quan và khơi gợi được nhu cầu khám phá, đam mê học hỏi, tìm hiểu về thế giới xung quanh đó. Và câu hỏi đặt ra dành cho những bậc là làm cha làm mẹ đó là đâu là những kỹ năng sống mà các bạn học sinh lứa tuổi mầm non sẽ cần khi mà trẻ dần rời xa vòng tay gia đình và làm quen với môi trường học đường mới thì sẽ thường gặp phải vấn đề gì và chúng ta cần lưu ý ra sao? Xin mời quý vị sẽ cùng tìm hiểu. Khóc nức nở khi phải đến trường. Bám chặt lấy mẹ không chịu buông. Đây là hình ảnh thường thấy tại nhiều trường mầm non vào mỗi buổi sáng. Có thể nói khi trẻ bắt đầu bước vào môi trường mầm non, các em còn thiếu rất nhiều kỹ năng tự phục vụ bản thân, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Thực ra thì khi các bé mà mới đến trường ấy, thì kỹ năng của các bé thực ra là chưa có nhiều. Khi đến trường mà được trình học tập thì các con được trau dồi rất là nhiều kỹ năng. Kỹ năng ở lớp thì là rất là tự tin này, về nhà thì rất là ngoan ngoãn, lễ phép, cũng như là có thể tự lập được trong mọi hoàn cảnh. Nhưng mà từ khi chuyển sang bên đây thì con mình tự lập hơn rất là nhiều. Ví dụ như kiểu là ăn uống này, ngủ cũng đúng giấc và chơi xong các bạn sẽ tự dọn đồ chơi và bảo quản đồ dùng cá nhân của mình tốt hơn. Nên là mình thấy là khi mà con chuyển sang đây về những cái vấn đề mà trong cuộc sống của con ấy là con sẽ tự chủ hơn rất là nhiều. Không phải là mẹ cứ phải chạy đi theo con là con phải dọn cái này hoặc là con nói đơn giản như những bé mầm non ấy là đi vệ sinh thôi. Thì bạn ấy cũng sẽ tự làm được những cái việc đấy chứ không cần thiết phải bố mẹ. Là phụ huynh có con 3 tuổi, chị Lê Khánh Huyền đặc biệt quan tâm đến câu chuyện hòa nhập của con tại trường học, đồng hành cùng con tới lớp, cùng vui cùng học với con. Đối với chị Huyền, đây là giai đoạn thiết yếu để dạy con các kỹ năng sống. Khi mà từ gia đình và bước vào môi trường trường học ấy, thì cái mà mẹ quan tâm nhất đó là cái sự hòa nhập của các con. Tức là cái độ là các con hòa nhập được đến bao nhiêu với bạn bè và quan trọng nữa là các cô đang giúp cho các con được hòa nhập, cái sự hòa nhập đấy nó được diễn ra được nhanh chóng hơn. Bên cạnh việc học tập văn hóa thì giáo dục kỹ năng sống đóng vai trò quan trọng với trẻ. Đây là việc làm giúp các bé dễ dàng tiếp cận, hòa nhập với môi trường xung quanh. Đồng thời giúp trẻ khẳng định vị trí của mình ở gia đình, lớp học, cộng đồng và xã hội. Trẻ cần được trang bị kỹ năng sống từ giai đoạn sớm để định hướng phát triển bản thân một cách tốt nhất. Trẻ sớm có ý thức tự lập, làm chủ bản thân, sống tích cực và hướng đến những điều lành mạnh. Xin chào chị Đoàn Thị Hương, cảm ơn chị đã nhận lời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chị đánh giá như thế nào về cái tình trạng mà khi mà trẻ khó có thể làm quen được với cái môi trường học? Khi mà bắt đầu từ môi trường gia đình được bao bọc và chăm sóc chuyển lên môi trường mầm non. Theo tôi thì với cái thực trạng mà khi mà các con vừa mới chuyển giai đoạn từ gia đình đến trường học ý, thì các con khó làm quen có thể là do cái lứa tuổi khi mà con đến trường nó hơi muộn một chút. Theo tôi thì cái lứa tuổi đẹp nhất khi mà đến trường mầm non có thể học và giúp các con làm quen nhanh nhất đó là lứa tuổi nhà trẻ 24-36 tháng. Thì ngay từ lúc đầu phụ huynh cho con đi học từ cái lứa tuổi đấy thì có thể là con có thể khóc một tháng đầu thôi, sau đó là nhờ sự quan tâm vỗ về của các cô thì con cũng làm quen nhanh hơn là những bạn mà đã lớn hơn một chút rồi mới đi học, thì lúc đấy là các con sẽ khó làm quen hơn. Vậy thì để trẻ thích nghi với môi trường mầm non thì các cô đã phải làm những gì ạ? Được với môi trường khi đến lớp thì đầu tiên là chúng tôi sẽ tạo điều kiện về môi trường an toàn cho các con để giúp các con đến trường là an toàn, cảm giác được gần gũi như là ngôi nhà thứ hai của mình. Thì sau đó chúng tôi sẽ tạo ra những cái hoạt động học phù hợp với các con để các con được trải nghiệm, được học tập, được vui vẻ khi đến lớp, giúp các con quên đi những cái là nhớ nhung khi là mình ở nhà. Và đặc biệt hơn là với các cô, với các con thì các cô sẽ luôn động viên, an ủi các con. Thực tế khi mà trẻ đến với môi trường mầm non thì các cô đánh giá như nào về các kỹ năng của các con? Các con đã thiếu những cái kỹ năng nào và các cô đã phải giúp các con như nào để thích nghi với cái môi trường mới? Kỹ năng cho các con thì với những cái nhiệm vụ đề án của năm học đề ra thì chúng tôi cũng đưa ra những cái kỹ năng cần thiết cho các con khi đến trường để bù đắp những cái thiếu của các con.
hoặc là nếu mà bạn nào có rồi thì mình sẽ bồi dưỡng thêm để các con những cái kỹ năng đấy nó được phát triển hơn. Về kỹ năng thì tôi thấy cái kỹ năng tự lập là những cái kỹ năng quan trọng nhất, giúp các con có thể tự lập cho mình, cho bản thân mình sau này. Và những cái kỹ năng cần thiết như là bảo vệ bản thân khỏi người lạ, và kỹ năng tự tin khi giao tiếp. Đấy là những cái kỹ năng mà với trẻ nhỏ thì tôi thấy thực sự rất là cần thiết. Theo chị, tại sao trẻ mầm non lại phải rèn luyện những cái kỹ năng sống cần thiết ạ? Với trẻ con thì không phải bạn nào cũng như bạn nào mà có thể thực hiện được tất cả kỹ năng đấy. Thì với chúng tôi là một người giáo viên thì vẫn phải, dù con đã không có biết hoặc không biết, thì chúng tôi vẫn phải hướng dẫn các con đấy, để làm giúp các con hoàn thiện cái kỹ năng ấy. Để và có thể là con không biết thì cô sẽ giúp đỡ con, hoặc là có thể là thực hành cùng con luôn để con biết được cái kỹ năng mà cô đang hướng dẫn là gì đấy. Dạ vâng, vậy thì chị Hương có thể chia sẻ cho chúng tôi biết rằng chị có lời khuyên như thế nào đối với các bậc phụ huynh khi mà đưa con đến trường, làm thế nào để phụ huynh yên tâm để có thể giao con đến với các thầy cô giáo để có thể hòa nhập với môi trường mầm non? Lời khuyên của chúng tôi đó là phụ huynh hãy luôn yên tâm khi giao con tới nhà trường, tới các cô. Thì phụ huynh có yên tâm, có tin tưởng các cô thì lúc đấy thì các con đến trường mới vui vẻ được. Mà yên tâm của phụ huynh giao cho dành cho cô ấy, thì qua đó là các cô cũng yên tâm hơn để chăm sóc con của họ và truyền đạt hết những cái tình yêu thương nghề của mình dành cho các con. Dạ vâng, xin cảm ơn chị Đoàn Thị Hương vì những chia sẻ vừa rồi. Cảm ơn chị rất là nhiều.